Đây là mặt tiền của cái căn nhà 1859 Pelle Road. Cái căn nhà này, cái location nó là hình như là cao nhất của Pelle. Nhưng mà bên đối diện đó, thì nó có một cái căn nhà đó của tuổi này, nó là người Nhật nó mua nhà này từ hồi 1980 tới bây giờ. Cái nhà có 180.000, bây giờ lên tới được 10 triệu đồng mà nhà xấu lắm. Đó, đây là cái nhà, cái gara đậu xe của nó nè. Đó. Nhà gì nó làm cái kiểu gì giống như bên Trung Đông này.